Xuất phát điểm là học sinh cấp 3 của trường Trung học phổ thông Đức Trọng, sau đó tốt nghiệp trường học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và theo học thạc sĩ ngành lịch sử. Rồi các duyên đưa đẩy thầy giáo Thân Tuấn về giảng dạy môn lịch sử tại chính ngôi trường thân quen này. Trong suốt 16 năm công tác, thầy giáo Thân Tuấn được đồng nghiệp và học sinh tình yêu quý mến, bởi không chỉ nhiệt huyết với nghề, tình yêu với môn lịch sử, thầy đã truyền cảm hứng đến cho học sinh qua thực tiết học thật sinh động theo cách dạy riêng của thầy. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu hơn về thầy giáo Thân Tuấn. Khi bước vào lớp học này, cứ ngỡ là một tiết học về âm nhạc. Thế nhưng không phải. Đây là tiết học môn lịch sử do thầy giáo Thân Tuấn, hiện đang công tác tại trường Trung học phổ thông Đức Trọng đảm nhận. Với một cách dạy khác hơn những bài học truyền thống như trước đây, là thầy giảng trò chép, thì thầy dành 5 phút đầu giờ cho học sinh suy nghĩ, tìm ra một bài hát liên quan đến chủ đề của bài học để thể hiện, xem như là khởi động. Sau đó, thầy hướng dẫn và giải thích bài giảng để rồi học sinh cùng nhau tìm ra hướng giải quyết vấn đề và tự trình bày. Chính cách dạy linh hoạt và sinh động như vậy, nên nhiều năm qua, môn lịch sử được cho là khô khan khó tiếp nhận, thì dưới sự hướng dẫn của thầy Thân Tuấn, môn học trở nên cuốn hút và gần gũi với mỗi học sinh và giúp các em mạnh dạn khi thể hiện bài học. Em ở trong đội tuyển môn lịch sử của trường cũng gần được 2 năm. Tiết của thầy không chỉ là dạy một cách truyền thống là chỉ giảng trên lớp, mà thầy còn cho tụi em xem phim, rồi cho tụi em chỉ cho tụi em những cuốn sách, những cuốn phim hay về những nhân vật hay là một những sự kiện lịch sử nó nổi tiếng mà được tập kết lại. Rồi thầy dạy thì những cái giờ dạy của thầy thì thầy nói rất là hay, làm cho tụi em bị cuốn hút vào cái câu chuyện của thầy. Em coi thầy giống như là một người trong gia đình của mình. Thầy rất là gần gũi với tụi em và không chỉ là với hai là một thầy giáo, nhưng mà trong tiết dạy thì thầy với em thì giống như là những con người trong một gia đình, nói chuyện rất là gần cởi mở mà không có gì gọi là xa cách. Mặc dù là nhóm trưởng môn lịch sử, luôn được học trò tin yêu, quý mến, được đồng nghiệp đánh giá cao về chuyên môn, thế nhưng thầy Tuấn luôn khiêm tốn và sẵn sàng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên trong tổ lịch sử khi cần thiết. Thầy Thân Tuấn được ban giám hiệu nhà trường đánh giá khá cao về mọi mặt. Thầy Thân Tuấn là một giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong các cái nghề, đặc biệt là trong cái lĩnh vực bồi dưỡng sinh giỏi. Bộ môn lịch sử trong những năm qua do thầy Thân Tuấn phụ trách thì đã có nhiều cái em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đặc biệt là các giải quốc gia. Điều này nhờ vào cái năng lực một phần và đặc biệt là cái nghệ thuật truyền thụ và kể cả cái nghệ thuật bồi dưỡng của thầy Tuấn. Đây là có thể gọi là cái nhân tố quan trọng trong quá trình giảng dạy của nhà trường. Với trên 16 năm giảng dạy tại trường, thầy Thân Tuấn đạt rất nhiều thành tích cao. Chỉ riêng năm 2016, thầy đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được Bộ Giáo dục tặng bằng khen nhà giáo tiêu biểu. Không chỉ vậy, thầy Thân Tuấn còn là chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu khoa học của trường với 200 thành viên. Hàng năm đều có đề tài đạt giải thưởng của tỉnh và quốc gia. Năm 2009-2010, có 2 đề tài dự thi ý tưởng sáng tạo tại Mỹ. Năm học 2016-2017, môn lịch sử được chọn là môn nằm trong tổ hợp bài thi khoa học xã hội cho kỳ thi phổ thông trung học quốc gia. Do đó, ngoài niềm vui chung, môn lịch sử được quan tâm chú trọng bởi dân ta phải biết sử ta. Thì đây cũng là trọng trách của thầy Tuấn trong việc nghiên cứu đưa ra cách dạy thế nào cho học sinh vừa dễ tiếp nhận kiến thức, vừa dễ nhớ bài lâu hơn. Có lẽ cách dạy sử của tôi thì cũng có một số nét khác biệt mà các đồng nghiệp hay đùa với tôi rằng là đôi lúc là thầy Tuấn làm khác người quá. Thông thường một giờ sử thì các em phải theo yêu cầu của thầy trong giáo án, nhưng đối với tôi thì không hẳn lúc nào vậy. Trước khi dạy thì tôi hỏi các em có nhu cầu gì về bài học này, và các em đề xuất rất là nhiều nhu cầu và tôi đáp ứng nhu cầu đó cho các em. Môn lịch sử đã được chọn trở thành môn thi tốt nghiệp, môn thi trung học phổ thông quốc gia trong năm 2017. Đó là một điều khích lệ rất là lớn đối với những giáo viên dạy sử như chúng tôi, và có thể nói là may mắn đối với lịch sử nước nhà. Nó cũng là đặt ra một cái nhiệm vụ rất lớn, đó là làm sao giáo viên
cần phải có phương pháp lôi cuốn hơn nữa để giúp các em học sử tốt hơn, để nhận biết được về lịch sử nước nhà. Mọi người hay nói vui rằng thầy Thân Tuấn có duyên với các giải thưởng, bởi đội tuyển lịch sử gồm 6 em do thầy Tuấn hướng dẫn, năm nào đi thi cũng giành giải thưởng cao, góp phần đưa thành tích của trường ngày một dày thêm. Chính từ sự nhiệt huyết với nghề, thầy Thân Tuấn luôn truyền lửa đam mê môn lịch sử đến với từng học sinh, để rồi mỗi thế hệ học trò lại càng yêu thêm sử sách dân tộc nước nhà, càng hiểu hơn những cống hiến của lớp cha anh đi trước. Chính những điều này có công đóng góp rất lớn từ người đưa đò môn lịch sử, thầy giáo Thân Tuấn. Hiện nay nhu cầu sử dụng và sản xuất khoai tây cả nước ngày càng tăng cao, nhưng nguồn giống khoai tây sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 10%. Việc nhập khẩu giống từ châu Âu giá giống quá cao, vì vậy lượng lớn khoai tây thương phẩm Trung Quốc được nhập vào nước ta và được sử dụng làm